Cá hồng Mỹ có tốc độ sinh trưởng nhanh, dễ nuôi và giá trị kinh tế cao, nên gần đây đang trở thành đối tượng nuôi hấp dẫn của nhiều hộ dân ở huyện Đầm Rơi của Cà Mau, bước đầu cho lợi nhuận khá cao. Với diện tích 1.500 m², tận dụng ao đất nuôi tôm trước đây, ông Lê Ánh Thiết, ngụ ấp Tân Hồng, xã Tà An Khương Nam, thả hơn 3.200 con cá hồng Mỹ, mật độ 30 con trên 1 m², mực nước nuôi khoảng 1,5 m. Mỗi con cá hồng Mỹ giá 15.000 đồng, tổng dự án gần 150 triệu đồng cho cả giống, thức ăn. Cá khi thả có trọng lượng từ 2 đến 5 gram, bình quân nuôi từ 6 đến 7 tháng, cá đạt trọng lượng 1,2 kg. Hiện mỗi ngày ông Thiết cho cá ăn 2 cữ sáng chiều, mỗi ngày 4 kg thức ăn, chạy oxy hàng ngày nhằm tạo thêm oxy cho cá và 2 đến 3 ngày thay nước một lần. Thì mới nuôi lần đầu nhưng mà thấy cũng dễ. Coi như là mình cũng xử lý vi sinh định kỳ 10 ngày vậy đó, mình đánh vi sinh hạt ra xuống dưới trộn với gieo. Ở ấy mặt đường mình đánh cho nó sạch cái đáy thôi chứ thay nước cứ 5-3 ngày vậy mình thay nước lần. Cá hồng Mỹ có tốc độ sinh trưởng nhanh, dễ nuôi, giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, cá hồng Mỹ còn được coi là một đối tượng nuôi phù hợp trong các ao nuôi tôm bị dịch bệnh phải bỏ trống. Mô hình nuôi cá hồng Mỹ thì bước đầu thì cá hồng Mỹ nó cũng đương phát triển khá tốt. Nếu như mô hình này đạt hiệu quả thì sắp tới thì xã nhân rộng cái mô hình cá hồng Mỹ trên địa bàn xã Tà An Khương Nam. Làm như thế nào cái mô hình đạt hiệu quả cao nhất. Mặt khác, cá hồng Mỹ trong quá trình nuôi ít bị hao hụt nên năng suất rất cao. Giá bán cá thương phẩm trên thị trường dao động từ 100.000 đến 120.000 đồng một kg. Người nuôi có lãi từ 35.000 đồng một kg. Bình quân lãi hơn 20 triệu đồng trên 1.000 m² ao nuôi sen. Chở tổng cộng 326 thùng xốp có chứa rất nhiều dâu tây vừa rời khỏi cảng hàng không Liên Khương lên thành phố Đà Lạt. Tại thời điểm kiểm tra thì các tài xế không xuất trình được hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ sản phẩm và phương tiện để xác minh làm rõ. Mở rộng điều tra đến tối ngày 22 tháng 7, đội cảnh sát kinh tế công an huyện Đức Trọng phối hợp với an ninh cảng hàng không Liên Khương và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hành chính các lô hàng là sản phẩm dâu tây tươi được gửi vào thành phố Đà Lạt từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Tiếp tục phát hiện thêm 313 thùng xốp chứa dâu tây tươi. Toàn bộ số dâu tây phát hiện đều đóng trong thùng xốp, bên ngoài có chữ Trung Quốc. Tổng cộng qua 3 đợt kiểm tra, Công an huyện Đức Trọng đã thu giữ trên 8,3 tấn quả dâu tây tươi nhập lậu từ cảng hàng không Nội Bài vào Đà Lạt thông qua cảng hàng không Liên Khương. Hiện toàn bộ số dâu tây tươi chưa rõ nguồn gốc đã được đưa về cơ quan công an để xác minh xử lý, truy tìm chủ nhân lô hàng. Chè là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Phú Thọ, được trồng rộng khắp các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Ba, Đoan Hùng. Tỉnh này đã xác định là việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ cho các sản phẩm chè của địa phương là mục tiêu trọng tâm nhằm nâng cao sức cạnh tranh ở trên thị trường, tăng giá trị cho cây chè và cải thiện đời sống cho người trồng chè. Hiện toàn tỉnh Phú Thọ có diện tích trên 16.000 ha trồng chè, năng suất trên 117 tạ ha, sản lượng trung bình trên 184.000 tấn một năm. Các sản phẩm chè xanh, chè đen của tỉnh không chỉ cung cấp trong nước mà còn xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Ấn Độ, Trung Quốc, Đức, Anh, Pakistan. Đặc biệt, sản phẩm chè Phú Thọ đã đáp ứng nhu cầu của một số thị trường khó tính như Đức, Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản. Những năm qua, Phú Thọ chú trọng ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất chè, xây dựng vùng chè an toàn, nâng cao chất lượng chè. Các doanh nghiệp áp dụng kỹ thuật thâm canh, biện pháp phòng trừ sâu bệnh tiên tiến. Đến nay, một số sản phẩm chè đã được truy xuất nguồn gốc như chè Chùa Tà, chè Yên Kỳ, chè Phú Thịnh, chè Long Cốc. Nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho các sản phẩm chè, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ đang đẩy mạnh dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ cho các sản phẩm chè của tỉnh này. Mục tiêu đến cuối năm nay, 100% cơ sở chế biến có vùng nguyên liệu hoặc ký kết hợp đồng xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến